Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cũng như các địa phương đã phát hiện xử lý 357 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định liên quan đến nồng độ cồn, 40 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ có thời hạn nhiều phương tiện, giấy phép lái xe. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cái dịp sau Tết Nguyên đán và các cái lễ hội đầu xuân thì phòng cảnh sát giao thông tiếp tục bố trí lực lượng tăng cường tuần phối hợp với công an các huyện, thành phố để ra quân tiếp tục xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến vi phạm nồng độ cồn, tốc độ. Bên cạnh đó thì phòng cũng tiếp tục huy động lực lượng tuần tra khép kín địa bàn và cũng tiếp tục xử lý dứt điểm nghiêm đối với các cái trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh và các đơn vị địa phương có liên quan đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường, phối hợp hướng dẫn phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông đảm bảo giao thông di chuyển an toàn, thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.